Ngọc Thủy thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, đây là chương trình tin tức tại Denver được cập nhật hàng ngày trên đài VTV của chúng tôi. Ngọc Thủy kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Mở đầu bản tin cho biết nhóm chủ sở hữu súng hợp pháp Rocky Mountain thách thức đạo luật súng đạn của Colorado. Một tuần sau khi nhóm chủ sở hữu súng hợp pháp Rocky Mountain có trụ sở tại Loveland giành được lệnh cấm tạm thời, khiến cho các sắc lệnh về súng đạn ở thị trấn Superior bị đình chỉ. Tổ chức này cũng sẽ phản đối đạo luật súng đạn của tiểu bang Colorado. Tổ chức về quyền súng đạn quốc gia gửi hồ sơ kiện lên tòa án liên bang phản đối lệnh cấm năm 2013 liên quan đến những băng đạn có dung lượng cao. Trước đây thì nhóm chủ sở hữu súng đạn hợp pháp Rocky Mountain đã khởi kiện ở cấp tiểu bang, viện dẫn lý do đạo luật này vi phạm quyền được mang vũ khí theo hiến pháp Colorado. Và năm 2020, tối cao pháp viện Colorado phán quyết đạo luật cấm băng đạn có dung lượng cao là hợp hiến pháp. Giờ đây khi đa số chánh án bảo thủ hiện diện tại tối cao pháp viện Hoa Kỳ, họ muốn khởi kiện một lần nữa bằng cách chuyển trọng tâm từ hiến pháp tiểu bang sang tòa chánh án thứ hai. Ông Taylor Rhodes, giám đốc điều hành nhóm chủ sở hữu súng đạn hợp pháp Rocky Mountain, nói với đài truyền hình Nine News rằng, trong bối cảnh mới của hệ thống tòa án, phán quyết mới do Clarence Thomas viết sẽ mang lại cho họ một con đường rất tốt để chiến thắng. Và tháng trước thì tối cao pháp viện Hoa Kỳ hủy bỏ một đạo luật về súng tại New York, nội dung hạn chế về việc mang theo súng ngắn được giấu kín khi ra ngoài. Ông Rhodes ghi nhận quyết định của Hiệp hội Súng trường, Súng lục tiểu bang New York đã ủng hộ họ và Quỹ Quốc gia về quyền súng cũng như là nhóm chủ sở hữu súng hợp pháp Rocky Mountain thì thông báo như sau. Họ sẽ tài trợ cho việc tố tụng nói trên, chi phí hầu tòa sẽ do các thành viên đóng góp. Bản tin tiếp theo, hai người bị sát hại tại nhà ở Loveland. Nhà cảnh sát Loveland thông báo khoảng 2 giờ 22 phút trưa vào ngày hôm qua, họ nhận được điện thoại khẩn cấp về một vụ nổ súng xảy ra tại đường Ari và đường Pavu ở Loveland. Ba trẻ vị thành niên nói với tổng đài 911 rằng mọi người bị bắn. Họ không biết nghi can có còn ở trong nhà hay không. Khi cảnh sát đến nơi đã đưa ba thiếu niên ra khỏi nhà một cách an toàn. Họ cũng tìm thấy hai người bị sát hại trong nhà. Vào thời điểm đó, cảnh sát cho rằng nghi can có thể vẫn đang ở bên trong. Các nhân viên lực lượng SWAT khám xét ngôi nhà nhưng không tìm thấy bất kỳ nghi can nào. Các nhà điều tra xác định nghi can là người đàn ông 49 tuổi. Cuộc tìm kiếm đưa họ đến khu nhà số 600 đường Crimson Place ở tại Erie, cách căn nhà tại Loveland về phía nam khoảng 30 dặm. Họ tìm thấy nghi can dường như có súng, nhưng anh ta đã tự sát. Văn phòng pháp y quận Weld sẽ tìm danh tánh của nghi can. Sắc lệnh yêu cầu một nơi tạm trú tại các khu vực Erie Highlands, Grandview và Erie Commons được ban hành vào lúc 5 giờ chiều đã được bãi bỏ khi nhà chức trách tìm thấy nghi can đã chết. Văn phòng điều tra viên quận Larimer sẽ xác định danh tánh của hai nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ nổ súng này. Cũng liên quan đến các vụ nổ súng, một thiếu niên bị truy nã vì vụ nổ súng tại Fort Collins. Nhà cảnh sát quận Larimer đang truy nã một thiếu niên có liên quan đến vụ nổ súng tại Fort Collins vào chiều hôm qua, khiến cho một người đàn ông 28 tuổi bị thương, nhưng không rõ tình trạng của nạn nhân như thế nào.
Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều bên ngoài căn nhà ở đường mòn South Oakland, gần khuôn viên đại học Fort Hill của tiểu bang Colorado. Nhà chức trách lục soát trong khu vực nhưng không thấy nghi can. Tegan Pixley Johnson, 15 tuổi ở Fort Collins, nạn nhân và nghi can quen biết nhau. Pixley Johnson được mô tả là người da trắng, cao khoảng 5 foot 8 inch, nặng 130 pound, tóc nâu và mắt xanh. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy anh ta mặc chiếc áo hoodie đen và quần đen. Pixley Johnson bị truy nã vì tội danh cố ý giết người và sở hữu súng ngắn không thích hợp với trẻ vị thành niên. Bất cứ ai có thông tin về nơi ở của nghi can, vui lòng gọi cho tổng đài 911 hay gọi điện thoại cho điều tra viên Tyler Charles. Họ cũng có thể thông báo cho đơn vị Crime Stopper của quận Larimer. Và sang qua bản tin nói về giáo viên và nhân viên phụ trách hồ sơ trở thành giám thị nhà giam. Ông Dean William, giám đốc nhà cải huấn Colorado, hy vọng sẽ sớm công bố phương cách hoạt động của tiểu bang để chống lại tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng, khiến cho các giáo viên của nhà tù và nhân viên phụ trách hồ sơ phải làm việc theo ca, với tư cách là nhân viên cải huấn giám sát các phòng giam tù nhân. Bộ cải huấn cần thêm 1.700 nhân viên, tương ứng với khoảng 25% vị trí hiện đang bị bỏ trống. Giám đốc William sẽ nói đến vấn đề nhân sự khi hội thảo với thống đốc Sheriff Polis trong tuần này. Tình trạng đằng sau song sắt rất nghiêm trọng. Các giáo viên và nhân viên phụ trách hồ sơ tại ít nhất là hai nhà tù ở Colorado bắt đầu làm công tác cải huấn. Ở những địa điểm khác thì giám thị trại giam thường xuyên được yêu cầu làm việc theo ca kép, kéo dài đến 16 tiếng. Bà Nicole Richardson, người làm việc tại nhà cải huấn San Carlos ở Pablo nói rằng, kéo dài thời gian làm việc chắc chắn là một rủi ro về an toàn. Bà đã bỏ việc tại Colorado chuyển về Nebraska, nơi đang trao tặng hàng ngàn mỹ kim tiền thưởng cho bất cứ ai muốn trở thành nhân viên của tiểu bang. Ông Paul Brockman, cựu giáo viên của nhà cải huấn Buena Vista, đã dành nửa thời gian trong tuần để làm nhân viên cải huấn vì nhà tù thiếu người. Nhưng đây không phải là vị trí ông chọn khi gửi hồ sơ xin việc, vì ông không giỏi trong cương vị điều hành tù nhân. Hơn nữa, ông cũng không muốn là giám thị của nhà tù. Nhân viên phụ trách hồ sơ tại nhà cải huấn Territorial Correctional ở thành phố Cannon cũng phải làm việc như những người bảo vệ để bù đắp cho tình trạng thiếu nhân sự. Cô Dana Miller, phụ trách hồ sơ nói rằng cô chỉ mặc quần jean áo sơ mi bình thường vì không có đồng phục khi giám sát tù nhân trong lúc hồ sơ công việc chất đống tại văn phòng. Khi giáo viên và nhân viên giữ hồ sơ trở thành giám thị nhà tù, các nhà cải huấn đã cắt bỏ chương trình làm việc bình thường của họ. Tập tin về đầu máy xe lửa Big Boy nổi tiếng đến Colorado. Đầu máy xe lửa nổi tiếng Big Boy mang số 4014 của Union Pacific là động cơ hơi nước lớn nhất thế giới đang thực hiện chuyến du lịch khứ hồi giữa tiểu bang Wyoming và tiểu bang Colorado. Đoàn tàu khởi hành từ Cheyenne vào thứ Năm ngày 28 tháng 7 đến Mile High City vào ngày thứ Sáu 29 tháng 7 được trưng bày tại nhà ga Union Station tại Denver để công chúng đến xem. Đầu máy Big Boy số 4014 xuất hiện lần cuối cùng tại Denver vào tháng 9 năm 2021 trong chuyến du ngoạn 7 thành phố của Colorado. Chuyến đi lần này của Big Boy nhằm tôn vinh kỷ niệm 160 năm thành lập nhà ga Union Pacific và vai trò lịch sử của các tuyến đường sắt tại Hoa Kỳ. Viện Bảo tàng Union Pacific cũng tổ chức một chuyến hành khách đặc biệt từ Denver đến Cheyenne, kéo theo đầu máy Big Boy vào thứ Bảy ngày 30 tháng 7. Đây là dạ tiệc gây quỹ hàng năm cho tổ chức phi lợi nhuận Union Pacific Museum, đồng thời cũng là cơ hội hiếm có để công chúng đi trên thiết bị di sản lịch sử này. Ông Scott Moore, phó chủ tịch cao cấp kiêm giám đốc hành chính quan hệ thương nghiệp thì cho biết, cả hai cộng đồng Denver và Cheyenne đều có một lịch sử phong phú kể từ thời thành lập nhà ga Union Pacific Railroad.
Mặc dù không thể thực hiện chuyến lưu diễn Big Boy lâu dài hơn, nhưng họ vui mừng vì được giới thiệu đầu mãi Big Boy 4014 lịch sử với công chúng trong năm nay. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức địa phương hôm nay của chúng tôi. Ngọc Thủy cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình này. Kính chúc quý vị luôn được nhiều hạnh phúc. Thân ái, kính chào.